Hôm nay Tony sẽ chia sẻ về cách setup ánh sáng mềm mịn. Tony sẽ sử dụng một đèn LED đánh qua một miếng giấy tản sáng để phủ ánh sáng đều vào chủ thể. Bề mặt của miếng giấy tản sáng càng lớn thì ánh sáng càng mềm mịn. Tony cũng kết hợp sử dụng với một đèn flash AD600. Sub box hôm nay Tony sử dụng là bát giác 1m2. Đèn này có tác dụng nhấn thêm ánh sáng vào chủ thể và tạo điểm sáng trong mắt của chủ thể. Về phần backlight, Tony sẽ sử dụng một đèn LED vào sub box 60-90. Việc kết hợp sử dụng flash và LED sẽ giúp cho file được nét hơn. Đầu tiên Tony chỉ mở một đèn backlight lên, các bạn sẽ thấy hình ảnh chỉ có một đèn duy nhất. Tiếp theo thì Tony sẽ mở thêm một đèn flash ở phía trước, các bạn cùng xem có những sự khác biệt nào nhé. Lưu ý là các thông số trên máy ảnh đều không thay đổi. File ảnh ra có sự tách khối giữa vùng sáng vùng tối trên mặt của chủ thể. Nhìn cũng ổn nhưng chưa được mềm mịn. Và cuối cùng thì Tony sẽ mở cái đèn LED kết hợp với tấm tản sáng ở phía trước. Ánh sáng mềm và mịn chính là kết quả của việc kết hợp giữa đèn LED và đèn flash. Bạn sẽ thấy vùng chuyển sáng và tối trên khuôn mặt của chủ thể rất đều và mịn màng. Rất thích hợp để chụp các concept Hàn Quốc nhẹ nhàng.